Người Trung Quốc nói gì về Việt Nam, hãy cùng Hạ Vi đi tìm hiểu nhé. Chạy mất. Hello，打扰一下您，想采访一下您。你好，打扰一下。Hello，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 Hello
đón nhận mình. Nhìn lão chưa Việt Nam mà. Việt Nam? À. Bất thái lão chưa. Việt Nam lão chưa bất thái. Bất hảo ý lão chưa Việt Nam. Tôi cũng không biết. Một bản mà, không phải đặc biệt lão chưa. Không phải rất lão chưa. À. Bất thái lão chưa. Việt Nam, không phải lão chưa. Không lão chưa. Không ngờ là nhiều người Trung Quốc lại không hiểu lắm về Việt Nam. Nhưng mà mình không tin, Việt Nam nổi tiếng thế mà. Ừ, mình phải đổi một cách khác để hỏi. À, có rồi, ở trên Tàu Yin Trung Quốc có rất là nhiều bài hát Việt Nam. Chắc chắn là có người Trung Quốc biết đến rồi đấy. Mình sẽ đi hỏi thêm. Tôi nghe một bài hát, anh nghe qua không? Tôi nghe qua, Xí Nào Sơn Chủ. Ừ, tôi biết. Ừ, tôi biết. Ừ, tôi biết. Tàu Yin. Tàu Yin, tôi nghe qua. 听过吗？听过，抖音听过。啊，听过。这是首歌，你知道吗？哦，不知道。你在哪听到的？抖音是吧？就是一首越南语歌曲。啊，这也听过。听过是吧？啊，也听过。啊，你知道这首是什么歌吗？忘了叫什么了。啊，就经常会听到这首歌，是吧？不太清楚，我开始以为是泰国的。啊，我听过这个。在网上，抖音上，对那个音乐、那舞蹈挺火的那个。对，就是这个舞蹈，挺牛的。那个。Mình hỏi Việt Nam thì họ sẽ không biết. Khi mà mình nói đến bài hát Việt Nam thì hầu như là ai cũng biết đến đấy. Mà ẩm thực Việt Nam cũng thế, mà cũng rất là nổi tiếng, chắc là cũng có nhiều người biết đến. Và đây lại có một nhà hàng Việt Nam, chúng ta cùng đi hỏi nhé. Nhà hàng Việt Nam. Việt Nam, họ nấu 河粉 là 最出名的，河粉，嗯，以前是在火车站嘛，他们说河粉，河粉，为啥只叫火车头河粉？你了解了好多。嗯，起名就是火车头河粉，嗯，挺有名的这个。因为之前来过，所以是觉得挺好吃，所以就来了。是是。你第几次来这个餐厅？十几次了，哇，十几次啊！你很喜欢这个餐厅？对对对，你为什么喜欢这个餐厅？价格比较合适，然后比较适合吃个工作餐，然后外加也比较好吃。餐厅，我第一次。第一次。对。越南米粉吗？嗯，以前吃过吗？以前吃过。嗯。好吃啊！可以赠送个小吃吗？啊？可以赠我们点东西吗？我不是餐厅吗？你看您今天点的那个是河粉，河粉是挺好的。你知道是一家什么餐厅吗？不知道什么餐厅，什么餐厅？来这吃面。谁问？这是一家越南餐厅。啊，这是最有名的那个越南河粉，啊、牛肉河粉。挺好吃。河内知道吗？不知道。芽庄。芽庄我也不知道，越南我都不知道，你帮我白问吧。你知道越知道他在哪个地方吗？在地球上。一说到越南，你会想起啥？米粉。很好，学以致用。还有呢？白粉。trong nhà hàng phở Việt Nam cũng rất là đông người. À, thực ra cũng có người nhiều người Trung Quốc biết đến Việt Nam. 这两年经济发展不错。我很多朋友都去那个河内什么的。哦，河内很多朋友都在河内。对。先知道一个越南的一个男子天团，就是好像叫什么，就是他的 H 什么那三个字母那个翻唱错那个。杀马特。对。就第一印象是什么？提到越南。越南河粉。我想的胡志明。胡志明是吧？那胡志明主席。好像最近发展挺好的。有一个导演是不是你们是那的？陈英雄。对，你知道陈英雄啊？哎，叫什么？
就很有名的一个青木瓜之味、哦，青木瓜之味哦，哎呀，对了，鲁鲁三，最近越南有位领导人来中国，书记是什么 对啊，我不知道叫什么名儿。我听说有一个70多岁的是吧？啊，对是，对吧？嗯，总统不是见了吗？对，你知道是哪位领导吗？具体我不了解，他都是当了好几届。知道吗？知道呀，你阮主席嘛，就来了，对吗？对，你们是越南人啊，都比特别鼓掌。我觉得首先我们很欢迎他嘛，是吧？这规格很高的，我们应该是1、2、3、4领导人都接见了。第二个，中越一衣带水，都是社会主义国家啊，所以我相信这个中国和越南经贸往来越来越密切情况之下，应该都是对两国都是有非常好的促进作用的，而越南会承接我们中国很多产业。是，那您有没有想去越南？想，我一直想去，现在不是那特殊时期出国不方便吗？对，我想去河内什么胡志明市看一下。对，你会去越南旅游，你会选哪？那可能会选一个吃的比较多一点的地方吧。吃的比较多，那应该去河内。对，建议您去河内。可以，那到时候去河内试一下。如果以后有机会的话，就去河内，有很多米粉，就可以能够吃到正宗的今天您点的这个越南牛肉米粉。哦，有没有想以后有机会想去越南？您会？会去。会去，你会去哪个城市？我先最想去哪个？胡志明市，南越的。最想去胡志明市，为什么？那以前那在那个胡志明在那里，叫发展的，听说那里经济发展的很好，是越南最好的一个城市。对，有机会去越南的话，你会选哪个城市去玩？胡志明市。Ta hát trôi vơi khi nào nỗi nhớ nghỉ ngơi. Thực ra cũng có rất là nhiều người Trung Quốc biết đến và hiểu về Việt Nam, và Hà Vy cũng tin chắc rằng sau này thì chúng ta sẽ hiểu hơn và gắn bó hơn nữa, và cũng mong rằng là thông qua video của Hà Vy thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về Trung Quốc, và các bạn Trung Quốc cũng có thể hiểu hơn về Việt Nam. Ok, video hôm nay cũng xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha. Bye bye.